Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy dân chúng lũ lượt đến xin ông Gioan làm phép rửa. Họ hỏi ông rằng: chúng tôi phải làm gì? Ông trả lời: ai có hai áo thì chia cho người không có, ai có gì ăn thì cũng làm như vậy. Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông: thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì? Ông bảo họ: đừng đòi hỏi gì quá mức ấn định cho các anh. Binh lính cũng hỏi ông: còn anh em chúng tôi thì phải làm gì? Ông bảo họ: chớ hà hiếp ai, cũng đừng chiếm đoạt của người, hãy bằng lòng với đồng lương của mình. Hồi đó dân đang trông đợi, và trong thâm tâm ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gioan lại chẳng là đấng Messia. Ông Gioan trả lời mọi người rằng: phần tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có đấng quyền thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa. Tay người cầm nia rê sạch lúa trong sân, thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi. Ngoài ra ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa mà loan báo tin mừng cho họ. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ, quý cụ ông bà, anh chị em đang tham dự thánh lễ trực tiếp cũng như đang tham dự thánh lễ trực tuyến. Trong kho tàng văn chương Ấn Độ giáo có một câu chuyện như thế này. Một đệ tử đến thưa vị linh sư của mình: thưa Thầy, con muốn gặp Chúa. Vị linh sư trả lời bằng một cái mỉm cười thinh lặng. Ngày hôm sau, người môn sinh trở lại và bày tỏ cùng một ước muốn như vậy. Vị linh sư cũng chỉ mỉm cười và tiếp tục giữ thinh lặng. Rồi một ngày đẹp trời, ông dẫn người đệ tử đến một dòng sông. Thầy trò cùng dìm mình xuống nước, chờ cho người đệ tử cảm thấy hoàn toàn thoải mái trong dòng nước mát. Bất thình lình, vị linh sư mới túm lấy cổ anh và dìm xuống nước một hồi lâu. Người thanh niên cố gắng vùng vẫy để ngóc đầu lên khỏi mặt nước. Bấy giờ vị linh sư mới hỏi anh: khi bị dìm xuống nước như thế, con cảm thấy cần điều gì nhất? Không chút suy nghĩ, người đệ tử đáp ngay: thưa con cần không khí để thở. Lúc bấy giờ vị linh sư mới giải thích: con cảm thấy ước ao được gặp Chúa như vậy không? Nếu khao khát Chúa như vậy, con sẽ gặp được Ngài tức khắc. Ngược lại, nếu con không có ước muốn ấy, thì cho dù có vận dụng hết cả tài năng và sức lực, con sẽ chẳng bao giờ gặp được Ngài. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, khát khao gặp Chúa đó là điều mà dân Israel đã từng mong đợi đấng cứu thế đến, mà những bài hát trong mùa vọng được ca lên: trời cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mưa đấng chuộc tội. Trời cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mưa đấng cứu đời. Khao khát được đón mừng lễ Giáng sinh không chỉ là khao khát được nhận một chiếc thiệp Giáng sinh, một món quà Giáng sinh, được ăn diện những bộ quần áo đẹp hoặc thưởng thức những bữa tiệc thịnh soạn trong đêm Giáng sinh.
Nhưng sự khao khát cháy bỏng và cần thiết hơn vẫn là được gặp Chúa Giêsu Giáng sinh. Ngài là Thiên Tử, là Emmanuel, là Thiên Chúa luôn hiện diện và ở cùng chúng ta. Sự khao khát này biến thành niềm vui trong Chúa Nhật thứ ba mùa vọng hôm nay mà ngôn sứ Sophonia đã cất lên trong bài đọc một. Hỡi thiếu nữ Sion, hãy cất cả tiếng ca. Hỡi Sen, hãy hoan hỷ. Hãy thiếu nữ Jerusalem, hãy hân hoan và nhảy mừng hết tâm hồn. Chúa đã rút lại lời kết án ngươi và đã đẩy lui quân thù của ngươi. Vua Sen là vua Chúa ở giữa ngươi, ngươi không còn sợ khổ cực nữa. Thánh Phaolô diễn tả sự khao khát gặp Chúa trong niềm vui khi Ngài gửi thư cho giáo đoàn Philippe để loan báo niềm vui của Đấng Cứu Thế đến. Gaudete in Domini Semper. Anh em hãy vui luôn trong Chúa. Tôi nhắc lại một lần nữa, anh em hãy vui lên, sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa, rộng rãi, Chúa đã đến gần. Với cách thức cụ thể đơn giản mà dễ hiểu mà chính Gioan Tẩy Giả đã trình bày cho dân Do Thái cũng như mọi thành phần giai cấp sĩ nông công thương binh thời đó, giúp cho họ nhận ra niềm vui đón nhận Đấng Cứu Thế phải xuất phát từ sự hoán cải trở về với tâm hồn của mình. Trước hết Gioan giao giảng với đám đông, họ đang tuấn đến với Ngài để xin được chịu phép rửa và một ước nguyện thăng tiến trên con đường công chính. Gioan đã dạy họ một bài học về đức bác ái: ai có hai áo hãy cho người không có, ai có của ăn cũng hãy làm như vậy. Và khi chúng ta chia sẻ cho những kẻ bé mọn khó nghèo như thế là chúng ta đón và gặp được Chúa Giáng sinh nơi những anh chị em đó. Còn đối với những người làm nghề thu thuế thì sao? Những người làm thu thuế coi là người tham lam, vừa nộp thuế cho đế quốc Roma, vừa làm giàu cho bản thân mình. Chính họ là dấu hiệu của sự cai trị bởi đế quốc trên dân tộc của mình. Họ là bị coi là một phường trộm cướp và là tay sai cho ngoài bang. Nhưng họ đã thành tâm hoán cải, xin sự chỉ dạy của Gioan. Và Gioan đã khuyên họ thế này: đừng đòi hỏi gì quá mức, hãy ấn định cho các ngươi. Gioan đã mời gọi những binh lính hãy thay đổi cuộc sống của mình bằng cách sống công bình, không gian dối, sẵn sàng phục vụ vì lợi ích chung để gặp được Chúa chính nơi tâm hồn của mình. Còn những người binh lính thì sao? Họ là những người được đặt ra để bảo vệ cho những người thu thuế. Họ cũng bị đồng hóa là tội lỗi cùng với những người thu thuế. Thánh Gioan đã khuyên họ thế này: đừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai, các ngươi hãy bằng lòng với số lương của mình. Đúng thế, để đón nhận được Đấng Thiên Sai, để tâm hồn mình được bình an, cần phải khiêm tốn và thành tâm để đón nhận được Thiên Chúa là Đấng từ bi và giàu lòng thương xót. Còn với những ai đang trông đợi vào Đấng Cứu Độ thì sao? Họ cũng đang khao khát Đấng Cứu Tinh nhân loại đến để giải phóng cho dân tộc của họ. Và họ đã tự đặt câu hỏi trực tiếp với Gioan: phải chăng Gioan là Đấng Cứu Thế? Gioan chỉ nhận mình là tiền hô cho Đấng Tối Cao mà thôi. Tôi lấy nước mà rửa cho các anh, nhưng Đấng quyền năng hơn tôi sẽ đến. Tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người, chính người rửa cho anh các ngươi trong thánh thần và lửa. Phép rửa của Gioan chỉ là nghi thức chuẩn bị lòng dân, còn phép rửa của Đấng quyền năng sẽ là phép rửa bởi Chúa Thánh Thần, bởi lửa thanh luyện. Thánh Gioan là người chỉ cho người khác cái con đường của Đấng Cứu Thế đến. Không, Ngài luôn luôn khiêm tốn, không đáng cởi quai dép cho người. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, lễ Giáng sinh là lễ của niềm vui. Vì thế hôm nay chủ tế mặc lễ màu hồng, niềm vui vì chúng ta được đón Chúa và gặp gỡ Ngài trong tâm hồn, trong gia đình và cộng đoàn chúng ta. Nhưng niềm vui ấy thực sự trở nên trọn vẹn
chúng ta hãy hỏi Gioan Tẩy Giả: Thưa Ngài, tôi phải làm gì cho Chúa và anh chị em trong lễ Giáng sinh này? Chắc chắn Gioan cũng lặp lại lời Ngài dạy năm xưa: Muốn gặp được Chúa và cảm nhận được niềm vui trọn vẹn, hãy sống khiêm tốn, sẵn sàng biến đổi, gạn lọc, thánh hóa như Gioan Tẩy Giả năm xưa đã dám làm chứng cho sứ màng dọn con đường cho Đấng Cứu Thế đến. Muốn gặp được Chúa và cảm nếm được niềm vui đích thực, hãy quảng đại chia sẻ những gì mình có cho những người khác. Một cách cụ thể hơn, trong đại dịch Covid này, có biết bao nhiêu những người đau khổ, những người khó khăn, chúng ta cần nâng đỡ, giúp đỡ họ trên những người xung quanh, trên quê hương đất nước chúng ta. Muốn gặp được Chúa và hưởng niềm vui thư thái trong tâm hồn, hãy sống công bằng, hãy sống thành thật và ngay thẳng với anh chị em, những người chúng ta gặp gỡ mỗi ngày. Muốn gặp được Hài Nhi Giê-xu, hãy chuẩn bị hang đá tâm hồn. Nhưng thật tội nghiệp cho Chúa Giê-xu Hài Nhi khi thấy hang đá tâm hồn chúng ta đầy quanh co, bợn nhơ, nhem nhúa và tội lỗi. Thật tội nghiệp cho Chúa Hài Đồng khi thấy hang đá gia đình chúng ta mà vẫn còn thiếu đi lòng quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Thật tội nghiệp cho Chúa Hài Đồng khi thấy hang đá của cộng đoàn chúng ta còn đầy sự đố kỵ, ghen đua và chia rẽ. Tự hỏi Chúa Hài Đồng có vui gì khi Giáng sinh cư ngụ lại trong hang đá của tâm hồn, hang đá của gia đình và hang đá của cộng đoàn chúng ta hay không? Hãy trở nên hang đá ấm áp, tỏa đầy hương thơm nhân đức, với lòng khiêm cung, đơn sơ, chân thành như Hài Nhi Giê-xu, luôn dang rộng đôi tay gọi mời, tha thiết đón nhận mọi người đến với Ngài. Hãy mời Chúa Giê-xu Hài Đồng đến đem sự bình an cho chúng ta trong những ngày đại dịch Covid này đang tiếp tục tại nhiều tỉnh thành trong thành phố cũng như trong đất nước Việt Nam chúng ta. Chúng ta hãy mời Hài Nhi Giê-xu đến để chia sẻ qua những bàn tay nối dài, để những người nghèo khó được chia sẻ những bát cơm manh áo, những viên thuốc trong những ngày giá lạnh và đại dịch này. Chúng ta hãy mời Chúa Giê-xu đến trao quyền quản trị thế gian, để những nhà lãnh đạo biết tôn trọng công lý và sự thật, bảo vệ và đối xử với người yếu thế cô thân trong sự tôn trọng và yêu thương. Xin Thánh Gioan Tẩy Giả giúp mỗi người chúng con chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa và gặp được Chúa không chỉ ngày lễ Giáng sinh sắp tới, nhưng là mọi ngày trong suốt cuộc đời. Amen.